đây, cứ đây thế nào rồi. Tức là các trụ bây giờ rất ok, thậm chí là cả vít, hai cây trần, đúng không? Và anh rất kinh. Bỏ nhà pin cũng đã chỉ số không kém cạnh nữa. Cứ nói tới tương lai là đó. Gì vậy? Đấy. Anh phải dự báo nhóm trụ quanh mình dự thấy là không trúng sao? Thế lộ. Đèn đã được. Dạ tính ra ông ngoại cưới nhau bằng cưới nhau luôn. Chẳng có lý do gì, nó lại còn phân định nữa. Lớn ở ngoài đây còn. Không. Chẳng có một cái thị trường. Ông ngoại bằng cưới nhau. Mà Việt Công Banh nó phân định. 81, 82, chứ 6 chia mà bây giờ nó kéo lên 91. Chẳng có thị trường nào yếu, nó đánh như vậy. Không, con hỏi ông ngoại bà ngoại rồi. Chỉ quán trẻ ở thị trường mạnh, tăng mạnh. Dòng tiền quẻ nó mới đánh như thế rồi anh ạ. Ông bà xấu hổ. Nó đi, nó tạo hiệu ứng rồi, các con banh thì mình nghĩ nó sẽ kéo đủ. Chứ nó không đi đấy. Con xem, không phải xem. Đấy là anh em nhìn được, một con nó đi trước. Qua đây. Trước rồi thì cả dòng nó cũng sẽ quay hen chật vậy. Kéo nhiều bằng con này thì nó cũng sẽ kéo ít. Chứ nó tránh đến tình trạng là để lên đây đủ. Để lên đây cắt về lên đây nó bị hiệu ứng toàn ngành cứ cắt đi đừng có nhiều tiếp theo về nhóm trong gia thú rồi chưa mình đã đánh giá sơ bộ rồi cắt đi đừng có nhiều chỉ quay thôi chứ không có chụp đâu mình đã nói với anh em về nhóm chứng khoán ai cắt đó là mặc dù cái thanh khoản có thể cải thiện không ghét cải thiện người có không có nhưng cái đà tăng vừa qua ấy nó đã thể hiện phần nào vào cái giá của nó vì nhóm chứng khoán nó đã vượt qua hết tháng 8 năm 2022. Anh em nhìn thấy AI không? Nhìn cái mặt của cha sướng chiêu chiều. Quá sướng. Cười cười nhếch nhếch chảy nước miếng. Đồ con gái cắt chân sướng. Ba lại từ cắt móng chân ra đường. Cha cười cười khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng. Tức là dòng chứng nó còn đang phản ánh trước cái thị trường, thanh khoản thị trường. Cha hãy nêu cảm nghĩ của cha. Cha vì khi mà em cắt cha là con sẽ dừng luôn. Cha nói đi. Sướng. Giờ con cắt dao đi cha.